Huấn luyện viên Nhật Bản tuyên bố đanh thép về Hùng Dũng, huấn luyện viên Chu Xi thêm lo. Huấn luyện viên Chu Xi hẳn sẽ phải lo lắng khi Hùng Dũng đang liên tiếp ngồi ngoài tại Hà Nội Fan Club. Vào tối ngày 3 tháng 3, trong khuôn khổ vòng 12 V-League 2023-24, Hà Nội Fan Club đã giành chiến thắng xếp sau với tỷ số 1-0 trước đội chủ nhà Khánh Hòa, qua đó leo lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, điểm nhấn đáng chú ý là việc Đỗ Hùng Dũng, đội trưởng đội tuyển Việt Nam, đã vắng mặt trong trận đấu này, đánh dấu trận thứ 3 liên tiếp không có tên trong danh sách thi đấu của Hà Nội Fan Club. Huấn luyện viên Daichi Iwama của Hà Nội Fan Club đã lên tiếng giải thích về quyết định của mình: "Tôi luôn đánh giá cầu thủ dựa trên phong độ thực tế, không quan tâm đến việc họ là ai hay đã đạt được những danh hiệu gì. Đối với Đỗ Hùng Dũng, cậu ấy sẽ được sử dụng khi sẵn sàng. Việc ít được thi đấu tại Hà Nội Fan Club sẽ ảnh hưởng đến phong độ Hùng Dũng, trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam sắp đấu liền hai trận quan trọng với Indonesia." Ngoài ra, huấn luyện viên Iwama cũng nhấn mạnh quan điểm các cầu thủ đều bình đẳng, không có sự ưu ái nào cả đối với ngoại binh hay nội binh, cầu thủ giàu kinh nghiệm hay trẻ, có lên đội tuyển quốc gia hay không. Dù có chiến thắng, huấn luyện viên Daichi Iwama vẫn không hoàn toàn hài lòng với màn trình diễn của đội: "Hôm nay chúng tôi thắng, nhưng tôi cảm thấy hơi thất vọng. Tôi mong muốn các cầu thủ sẽ cống hiến trận đấu tốt hơn và màn tấn công kịch tính hơn mặc dù điều kiện sân bãi không thuận lợi." Cùng với Hùng Dũng, tiền đạo của U23 và đội tuyển Việt Nam, Nguyễn Văn Tùng cũng không góp mặt trong trận đấu với Khánh Hòa. Hà Nội Fan Club sẽ tiếp tục hành trình tại V-League với trận tiếp đón Quảng Nam trên sân nhà vào ngày 8 tháng 3 tới đây. Trên đội tuyển Việt Nam thời gian qua, dưới quyền huấn luyện viên Chu Xi thì Đỗ Hùng Dũng vẫn được sử dụng khá nhiều, song không còn là nhân tố không thể thay thế như dưới tay huấn luyện viên Park Hang-seo. Tại vòng chung kết ASEAN Cup 2023 vừa rồi, huấn luyện viên Chu Xi cho Hùng Dũng đá toàn bộ hai trận gặp Nhật Bản và Iraq, nhưng ông đã cho anh ngồi ngoài trận đấu với Indonesia. Dù Hùng Dũng không còn vị thế như xưa trên đội tuyển Việt Nam, song vai trò của anh vẫn rất quan trọng. Bởi thế, việc Hùng Dũng ít được Hà Nội Fan Club cho thi đấu ngay trước thềm hai trận gặp Indonesia tháng 3 tới, 21-26-3, hẳn sẽ làm huấn luyện viên Chu Xi lo lắng không ít. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.